Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B nhập khẩu nguyên chiếc quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mazda 2. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở phân khúc Mazda 2 này thì là toàn là nhập khẩu thôi quý bạn ạ. Và nó có những phiên bản, ví dụ phiên bản Deluxe và phiên bản Luxury. Chiếc xe này thì là ở cái phiên bản Luxury rồi quý bạn nhé. Và chiếc xe này được sản xuất cuối năm 2019, nhập khẩu về Việt Nam là năm 2020, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe này đã lăn bánh được 5.2 km rồi. 5.2 này chúng tôi cam kết với quý bạn là đồng hồ chuẩn nhá. Chúng tôi mua của người quen, nguồn gốc rõ ràng, cho nên là đồng hồ chúng tôi có thể đứng ra cam kết với quý vị bạn là đồng hồ chuẩn không tua 5.2 km. Và nhìn về bên ngoài thì các bạn thấy đấy ạ, chiếc xe đã được chủ xe độ cái mặt ca lăng này, quý bạn có thể yên tâm luôn nhá. Vừa rồi đăng kiểm cũng không vấn đề gì. Và nếu như quý bạn nào mà không thích cái mặt ca lăng này thì là vẫn lắp lại cái mặt ca lăng nguyên bản của xe, tôi đang để ở cái cốp sau đây các bạn nhé. Lát nữa tôi cho các bạn xem, nếu như các bạn nào thích về nguyên bản, đây là cái mặt ca lăng độ nhé. Mặt ca lăng nguyên bản còn mới tinh trong xe, độ từ lúc vừa mới mua xong quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này thì tất cả là nó còn nguyên bản này. Với 5.2 km là còn nguyên bản từ dàn lốp này. Cả dàn lốp này là đều nguyên bản hết nhé. Đét lốp là 2019 và còn rất dày, rất là mới luôn quý bạn ạ. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản luôn ạ. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 435 triệu đồng quý bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi quý bạn nhé. Quý vị và các bạn đừng so sánh giá ở trên mạng quý bạn nhé. Giá ở trên mạng rất là nhiều, xe có thể chạy nhiều rồi này. Và cũng có thể là ở cái phiên bản Deluxe các bạn nhé. Phiên bản Deluxe thì rất là rẻ, kể cả giá mới bây giờ. Giá mới của chiếc xe Mazda 2 này phiên bản Deluxe chỉ có 415 triệu đồng thôi. Nhưng cái phiên bản Luxury này thì giá là 490 triệu đồng chưa đăng ký. Và cái phiên bản này là phiên bản nhập khẩu các bạn nhé. Không được miễn, không được giảm thuế 50% đâu các bạn ạ. Vì xe nhập khẩu chỉ giảm 50% thuế trước bạ đối với những xe lắp ráp trong nước thôi các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này là chiếc xe nhập khẩu rồi. Vì vậy mà quý vị và các bạn nếu như quan tâm chiếc xe Mazda 2 2019 tên tư nhân biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda 2 sedan sản xuất năm 2019 tên tư nhân biển Hà Nội lăn bánh 5.2 km này. Mời quý vị và các bạn.
Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda 2 sedan sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nước sơn bên ngoài quý bạn nhé. Chiếc xe này là màu trắng ngọc trinh đây các bạn nhé, màu trắng mẹ mắng cũng mua và rất là đẹp đây. Chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là đẹp đây các bạn nhé. Xem các bạn xem về cái phần sườn bên lái này, sườn bên lái nước sơn cũng còn rất đẹp, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì đâu các bạn nhé, rất là đẹp. Và tôi cũng xin chia sẻ với các bạn là chiếc xe này chúng tôi cũng mới lấy về hôm qua và chúng tôi cũng chỉ có dọn dẹp đi thôi, chứ không có phải sơn, không có phải đánh bóng, không có phải làm gì đâu các bạn ạ. Và rất là đẹp như này. Chiếc xe này là của một bạn nữ rất là xinh đẹp và bạn cũng rất là cầu kỳ, rất là cẩn thận, lúc nào cũng giữ gìn xe sạch đẹp, cho nên là chiếc xe này chúng tôi mua về cũng không có phải dọn dẹp gì nhiều đâu các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp. Và đặc biệt là quý bạn thấy đấy ạ, cái dàn lốp nguyên bản của xe còn nguyên các bạn nhé, dàn lốp còn theo xe đây này và còn rất dày. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 đây này, cái đế lốp là sản xuất là tuần thứ 32 năm 2019 và còn dày như này. Là giang đúc mặt phay rất là đẹp, không có bị xước sát gì các bạn thấy đây ạ. Đấy, dàn lốp còn dày còn đẹp nhá, 5:2 chuẩn và lốp nguyên bản nó còn dày như này các bạn nhá. Chứ nếu như mà đã tua đồng hồ rồi thì không bao giờ lốp còn dày còn đẹp như này đâu các bạn này. Đấy, dàn lốp còn nguyên bản. 2019 đây các bạn nhá. Tuần thứ 32 năm 2019 đấy ạ. Dàn lốp nguyên bản và lốp sơ cua còn chưa hạ cơ các bạn nhé. Đấy, cả cái dàn lốp này là còn nguyên bản này. Đều 2019 các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp, rất là mới. Xe được trang bị khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này các bạn này. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương các bạn nhé. Đấy. Và nhìn về phần đầu thì các bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị sẵn đèn pha bi xenon, đèn led ban ngày, đèn gầm đều rất là đẹp này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là cụm đèn cũng còn rất là đẹp. Và chiếc xe này cũng đã được trang bị cảm biến trước các bạn nhé, cảm biến trước này lắp thêm thôi, chiếc xe có nguyên bản cảm biến sau thôi. Đấy, đèn gầm, đèn pha đều rất mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, cụm đèn này nguyên bản này rất là đẹp, cảm biến trước đã được chủ xe lắp thêm rồi. Đấy, nhìn về phần bên ngoài màu trắng ngọc trinh rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị các bạn nhé, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả này. Bấm tay để mở cửa cả cánh cửa bên phụ này, cánh cửa trước bên phụ cũng được bấm tay để mở cửa này. Nhìn về cái đằng sau thì các bạn thấy đấy ạ, cụm đèn hậu cũng là cụm đèn led này và chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là cụm đèn cũng còn rất là mới, rất là đẹp, tất cả còn rất đẹp nhé. Logo chữ đều rất là đẹp luôn, phiên bản Mazda 2. Những cái chữ này cũng còn rất là đẹp nhé, vì chiếc xe này là chủ xe có nhà riêng và để ở trong mái che chứ không phải để ngoài, cho nên những cái chữ logo này còn đều rất là đẹp, rất là mới luôn. Cụm đèn chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, và nhìn về đằng sau này thì chiếc xe này đã có được trang bị là cái màn hình và cái camera lùi nguyên bản của xe này, camera lùi này, cảm biến lùi các bạn nhé. Đấy, đã có sẵn cảm biến lùi. Và kể cả đằng sau này thì chủ xe cũng đã lắp thêm một cái body kit sau. Đấy, body kit sau thì nhìn nó thể thao hơn vì là nó có bô đôi này là lắp thêm thôi các bạn nhé. Đấy, cái này là không thích thì chúng ta cũng chỉ tháo ra một cái là xong thôi, tháo ra rất là đơn giản các bạn nhé. Đấy, những cái này không có vấn đề gì phức tạp cả, rất là mới, rất là đẹp. Một chiếc xe Mazda 2 sản xuất năm 2019 các bạn nhé, đều rất là đẹp. Cái phần ngoại thất thì rất là ok rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất. Trước tiên tôi sẽ mở cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị các bạn cùng xem này. Toàn bộ keo chỉ của cánh cửa còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản luôn các bạn nhé, rất là đẹp, rất là mới luôn. Táp bi cánh cửa cũng rất là mới. Và ở cái phiên bản Luxury này thì Mazda cũng đã trang bị cho chiếc xe này là cái nội thất ghế da hai màu, phía giữa được kết hợp với phần nỉ các bạn nhé. Phần này là phần nỉ ở giữa này, đấy, kết hợp ở cái phiên bản Luxury này thì được thiết kế rất là đẹp và nội thất da hai màu, màu cà phê và màu đen các bạn nhé. Đấy, ở cái phiên bản Luxury này mới có thôi. Và vô lăng cần số này đều rất là đẹp, rất là mới luôn quý bạn nhé. Đấy, tôi cho quý vị các bạn cùng xem này, tất cả còn mới và còn đẹp luôn. Chủ xe cũng đã trải sàn da rồi, đấy, cho nên rất là đẹp này. Chạy nhiều hay chạy ít thì các bạn phải xem kỹ, phải xem chi tiết nhá, rất là nhiều yếu tố chứ không riêng gì một chi tiết nào đâu các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này. Keo chỉ này, ốc bản lề cánh cửa này
còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé, không có bị mất một phân keo chỉ nào cả, chưa có một con ốc nào bị tháo này. Trước tiên thì và sau đây tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý bạn cùng xem này. Keo chỉ của cánh cửa phía sau này cũng còn nguyên luôn các bạn nhé, keo chỉ là còn nguyên bản hết này. Táp bi cánh cửa này cũng rất là đẹp luôn đấy, và nội thất hàng ghế phía sau đấy. Phần da đây các bạn nhé, phần da rất là đẹp này, ngồi nhiều hay ngồi ít chúng ta thấy đây ạ. Cái nỉ này thì các bạn này vuốt lên là nó sẽ khác màu đấy, nhìn cái nỉ nó khác màu vậy thôi, chứ thực ra là nó rất là mới, rất là đẹp đấy các bạn nhé. Phần tựa lưng này đều rất đẹp luôn các bạn ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất bên trong của chiếc xe bạn nhé. Đấy, xe cũng đã được trang bị sẵn màn hình trung tâm ở giữa đấy, và điều hòa tự động. Đấy, điều hòa tự động rồi các bạn nhé. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Đấy, và đồng hồ công tơ mét đây. Đối với quý bạn cái đồng hồ công tơ mét này thì tôi đang để chip nhé, chứ còn bây giờ bấm này. Đấy, 5.2 vạn chuẩn luôn các bạn nhé. Chúng tôi cam kết cái đồng hồ này là chuẩn ạ. Đấy, không sai một chút nào đâu ạ. Tôi không có tua đồng hồ. Đấy, đồng hồ 5.2 vạn chuẩn này. Và vô lăng, nhìn về cái 5.2 vạn này thì quý bạn phải xem về cái vô lăng. Vô lăng cũng còn nguyên còn đẹp như này, quý bạn xem này. Vô lăng còn nguyên bản và vô lăng được bọc da này. Tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, sang số thể thao trên vô lăng này. Đấy, đã có sang số thể thao trên vô lăng quý bạn nhé. Điều khiển âm thanh này, chọn bài này, cruise control nhá, ở cái phân khúc hạng C, phân khúc hạng B, nhưng Mazda 2 cũng đã được trang bị là cruise control rồi các bạn nhé, kiểm soát hành trình hay còn ga tự, hay còn gọi là ga tự động các bạn ạ. Và nội thất của chiếc xe Mazda 2 thì các bạn xem đấy ạ, thiết kế rất là đẹp các bạn này, đẹp và rất trẻ trung, rất là nhiều thanh niên thích những cái dòng Mazda 2 ở cái thiết kế này đấy ạ, thiết kế giữa da và nhựa này và được phối màu với hai màu, màu đen và màu cà phê rất là đẹp này. Và những cái phần nỉ trần đều rất là mới, rất là đẹp các bạn nhé. Nỉ trần này, chiếc xe này chúng tôi cũng chỉ có dọn dẹp qua đi, vì bản thân của chiếc xe này là chủ xe đi rất là giữ gìn các bạn ạ, cho nên là rất là mới, rất đẹp này. Toàn bộ từ tay phanh này, cần số này, đấy các bạn xem này, tay phanh, cần số này, đến vô lăng đều rất là đẹp, rất là mới rồi quý vị các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau lên cho quý bạn cùng xem này. Cốp sau có thể bấm điện ở trên chìa khóa nhé, nhưng bây giờ tiện thì tôi bấm vào đây luôn. Đấy, có thể bấm vào trên chìa khóa cũng được các bạn nhé. Cốp là cốp điện rồi. Đấy, và keo chỉ của cốp sau các bạn xem này, còn nguyên bản hết này. Đấy, những cái tấm nỉ của cốp sau này cũng còn rất là đẹp các bạn nhé, rất là mới luôn đấy, có thể nói rất là mới chứ không phải nói là đẹp nữa. Và đây là cái mặt ca lăng này, mặt ca lăng mà chủ xe từ lúc mua xe xong đã tháo ra để lắp cái ca lăng khác này, cho nên là cái này còn mới lắm đấy ạ. Nếu quý bạn nào mà không thích cái ca lăng độ này có thể về nguyên bản đây, đây là ca lăng nguyên bản này, còn mới tinh luôn nhé. Và những cái ghế này, lót ghế này, lót kính chống nắng này, tôi để hết đây, chủ xe, cái này của chủ xe đấy. Và những chiếc xe này ở cái phân khúc hạng B, nhưng những chiếc xe Vios, những chiếc xe City thì là chạy dịch vụ rất là nhiều nhé. Còn ở phiên bản Mazda 2 này, thì phiên bản Deluxe cũng có nhiều xe chạy dịch vụ đấy. Còn phiên bản Luxury này thì gần như không có xe chạy dịch vụ mấy. Chứ các bạn xem mà, toàn bộ những cái phần nhựa này, những cái phần nỉ nó còn mới như này đấy ạ. Nếu như chạy dịch vụ thì nó sẽ xước hết, bởi vì phải để đồ của hành khách. Và những cái phần nỉ ở dưới đây các bạn thấy đấy ạ, phần nỉ này còn rất mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và phía bên dưới là lốp sơ cua còn mới tinh các bạn này. Đấy, lốp sơ cua còn mới tinh các bạn nhé. Sơ cua mới tinh chưa hạ này. Đấy, lốp sơ cua còn mới tinh chưa hạ đi nào đâu các bạn ạ. Đấy, vì chiếc xe này là của một bạn nữ cho nên là bạn cũng không thay được lốp sơ cua, cho nên là lốp sơ cua còn mới tinh. Lốp sơ cua mới tinh thì cái toàn bộ cái đồ nghề cũng còn mới tinh luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, cho nên là quý vị các bạn có thể yên tâm về chiếc xe Mazda 2 2019 này. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Toàn bộ từ keo chỉ này, đấy, keo chỉ cho đến táp bi cánh cửa này đều rất là mới, rất là đẹp các bạn nhé. Xem toàn bộ từ những cái phần keo chỉ này, đấy, còn nguyên bản này các bạn này, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Táp bi cánh cửa thì rất là mới, rất là đẹp rồi, các bạn có thể yên tâm tuyệt đối luôn. Nội thất ở hàng ghế phía sau này cũng không có người ngồi, đều rất là đẹp. Và bạn nữ này tôi xin chia sẻ với các bạn là chủ yếu là bạn đi có một mình thôi bạn nhé, đi làm có một mình thôi đấy, cho nên là đằng sau này không có người ngồi mấy, còn rất là đẹp đây. Ghế chỉ ghế còn mới tinh như này này, cái chỉ ghế này đấy, nhìn cái phần nỉ này này, nỉ ở giữa này, cái nỉ này ấy, nó giống như kiểu cái da lộn các bạn ạ,
mì nên nó giống như kiểu cái da lộn, cho nên là nhìn nó cảm giác như nó hơi hơi bẩn, nhưng thực tế nó không phải đâu, nó như vậy đấy. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem, cũng được bấm tay để mở cửa đấy ạ. Đấy, keo chỉ là còn nguyên bản luôn các bạn này, keo chỉ là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhá. Táp bi cánh cửa này cũng còn nguyên và còn rất mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên hết này. Toàn bộ từ táp bi cánh cửa này cho đến táp lô đều rất là đẹp, rất là mới các bạn nhá. Vô lăng này, cần số tay phanh các bạn xem đấy ạ, đều rất là đẹp, 5.2 chuẩn nhé, chúng tôi cam kết đồng hồ chuẩn, cho nên là nhìn tất cả nó còn đẹp và mới như này đấy các bạn ạ. Cái ghế bên phụ này cũng còn không có người ngồi mấy cho nó mới như này đấy. 2019 bắt đầu đăng ký là lần đầu là tháng 3 năm 2020 tại Việt Nam đấy, cho nên là chiếc xe này mới lăn bánh có 5.2 thôi, và chiếc xe này chạy như vậy là rất ít so với những chiếc xe ở phân khúc hạng B. Chiếc xe này nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam và được sản xuất tại Thái Lan đây các bạn nhé. Xe nhập khẩu nguyên chiếc này, keo chỉ này, ốc cánh cửa này, ốc bản lề cánh cửa là còn nguyên bản hết này. Đấy, còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Toàn bộ từ táp lô cho đến táp bi cánh cửa đều rất là mới. Và đây là cái phần gầm của chiếc xe các bạn nhé. Đây, chiếc xe này cũng gầm nó thấp nhưng tôi sẽ cố gắng tôi quay cho các bạn cùng xem đây ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe bắt đầu lăn bánh 2020 đấy, tháng 3 năm 2020. Tính ra đến bây giờ là cũng đã là 3 năm lăn bánh rồi. Nhưng chiếc xe này chạy ở Hà Nội, gầm rất đẹp, rất là mới này. Chưa có bị va chạm gì cả các bạn này. Đấy, phần gầm không khác gì một chiếc xe mới luôn các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Những chiếc xe chạy ở Hà Nội thì bao giờ là cái phần gầm đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này. Phần gầm rất là mới các bạn ạ. Mua một chiếc xe lướt như thế này thì tiết kiệm được rất là nhiều các bạn ạ. Và mới lăn bánh có hơn 5 vạn thôi thì chiếc xe này không khác gì một chiếc xe mới đâu ạ. Toàn bộ ngoại thất và nội thất đều rất là ok rồi các bạn nhé. Sau đây thì tôi cho quý vị các bạn cùng xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Mazda cũng đã trang bị cho Mazda 2 này là một khối động cơ xăng 1.5 lít các bạn ạ. 1.5 lít và ở cái động cơ của Mazda thì rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Các bạn xem đây ạ. Đấy, tất cả còn rất là mới này. Ốc chân máy này, ốc mặt máy các thứ là còn nguyên bản này. Tất cả các con ốc ở trong cái khoang động cơ này là còn nguyên bản hết nhé. Chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là nguyên bản và không có bị đâm đụng, không có bị va chạm, không có bị ngập nước gì đâu ạ. Đấy, không những nó còn nguyên bản và còn rất là mới như này đây các bạn này. 5.2 chuẩn và còn rất là mới như này đấy. Động cơ này chúng tôi cũng đã dọn dẹp qua đi một chút rồi. Đấy, nhưng mà nó rất là mới các bạn thấy đấy ạ. Đấy, nhìn quay từ xa này mà nhìn rõ luôn cả số động cơ luôn đấy các bạn này. Rất là mới, rất là đẹp các bạn ạ. Tất cả các con ốc ở trong đây là còn nguyên bản hết này. Đấy, còn nguyên bản hết. Cơ bản ở những chiếc xe mà sản xuất năm 2019 này, đăng ký lần đầu năm 2020 này, tại thời điểm mua chiếc xe này xong là gần như là đến lúc có dịch, cho nên là mất 2 năm dịch là gần như là người ta đi rất ít các bạn nhé. Đấy, cho nên rất đẹp này. Tất cả từ những cái ốc chân cabo này, đấy, ốc chân cabo này, keo chỉ cabo là còn nguyên bản hết luôn này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn nhé. Keo chỉ cabo này nguyên zin hết này. Cabo thì còn tem luôn này, mà logo của hãng này. Tấm nỉ cách nhiệt các bạn xem này, tấm nỉ cách nhiệt cũng còn rất là mới này. Tất cả là còn mới và còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy, ốc tai này chưa có một con ốc nào bị tháo ra, phải nói là rất mới các bạn nhé. Quý vị và các bạn nếu như đang có nhu cầu mua chiếc xe này thì cũng đừng nên so sánh ở trên mạng và giá ở trên mạng các bạn nhé. Tại vì là chất lượng nó hoàn toàn khác nhau, không bao giờ giống nhau đâu. Cùng đời, cùng năm sản xuất đấy, nhưng không giống nhau về chất lượng đâu các bạn nhé. Chiếc xe này thì nó mới như này cơ. Đấy, rất đẹp, rất là mới như này các bạn này. Cho nên là quý vị và các bạn đừng so sánh cái giá ở trên mạng nhé. Nhưng thực tế chúng tôi mua chiếc xe này và bây giờ chúng tôi bán ra thì chúng tôi cũng đã cân nhắc về cái giá rất là nhiều rồi các bạn nhé. Trên mạng những chiếc xe cùng đời thì các salon khác đang đăng với giá là 445, cũng có xe là đăng đến 455 triệu, nhưng chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 435 triệu đồng thôi các bạn nhé. Chúng tôi báo giá bán luôn cho quý vị và các bạn đấy. Cho nên là quý vị và các bạn có thể đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng chúng tôi để chúng tôi có thể bớt
thêm cho quý vị và các bạn một và ít tiền nữa để quý hỗ trợ quý vị và các bạn có thể trong cái phần sang tên cho quý vị và các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Mazda 2 nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất năm 2019, đăng ký năm 2020, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh 5 bạn 2 km. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 435 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 2 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda 2 này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.